quá phẫn nộ, Việt Nam phản đối Trung Quốc khi ngang nhiên mở nhà hàng ở Hoàng Sa. Vừa qua, anh bạn hàng xóm Trung Quốc của chúng ta lại có một ven khiến dân tình ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, đó là việc Trung Quốc mở nhà hàng lẩu ở quần đảo Hoàng Sa. Theo tờ South China Morning Post đăng tải, nhà hàng tên Quan Zai Xiangji có sức chứa 120 thực khách đã mở cửa kinh doanh hồi cuối tháng 4. Tờ báo này đã dẫn thông báo trên từ chính quyền thành phố Tam Sa. Rồi, đến đây thì lại có chuyện để nói. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012 để tự cho mình có quyền quản lý cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012, trên đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 cư dân Trung Quốc sinh sống phi pháp. Kể từ đó, Trung Quốc đã nâng cấp phi pháp cơ sở vật chất cho dân số của thành phố Tam Sa ngày càng tăng. Tính đến năm 2020, số người Trung Quốc ở thành phố Tam Sa tăng lên tới 2.300 người, không kể quân nhân. Trung Quốc đã mở một sân bay dân quân sự phi pháp trên đảo Phú Lâm vào năm 2014 và đến năm sau mở trường mẫu giáo, tiểu học và dạy nghề. Trung Quốc cũng đã ngang nhiên mở rạp chiếu phim, ngân hàng, bệnh viện, bưu điện và sân vận động ở thành phố Tam Sa, đúng nghĩa là mặc nhiên coi đây là nhà của mình. Quay trở lại vụ việc Trung Quốc đã mở nhà hàng trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong một buổi họp báo rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà phát biểu, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền liên quan đến Việt Nam đối với quần đảo này. Cũng trong cuộc họp báo, liên quan về các thông tin về tàu nghiên cứu của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà Hằng khẳng định Việt Nam có chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng quy định trong Công ước về Luật Biển 1982. Trước những hành động có phần ngang nhiên của Trung Quốc đối với quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, cộng đồng mạng quốc tế cũng không giấu nổi sự phẫn nộ. Hãy cùng xem bọn họ đã bức xúc như thế nào nhé! Trung Quốc lúc nào cũng tự mình vỗ ngực tự hào là có diện tích rộng lớn. Ấy vậy nhưng sao không ở yên trên đất nước mình mà tung hoành, cớ sao lại lấn ra khu vực của quốc gia khác để ngang nhiên làm những hành động không thể chấp nhận được như thế? Có chuyên gia nào ở đây có thể giúp tôi phân tích hành động kia của Trung Quốc là thế nào không? Bọn họ đang có ý đồ gì vậy? Tôi theo dõi tin tức khá nhiều nên cũng biết được thông tin rằng đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc tác oai tác quái như thế đến chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Ấy vậy mà không hiểu sao Trung Quốc vẫn cứ cố chấp như thế, dù tự bản thân cũng hiểu được đạo lý rằng mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Nói bọn họ quá lì lợm thì quả thật là không sai một chút nào. Tôi ủng hộ Việt Nam các bạn có hành động mạnh tay đối với những kẻ ngông cuồng như thế này. Chủ quyền của hai quần đảo này thuộc về ai thì mọi người đều đã biết cả rồi, cớ gì phải cố chấp như thế. Cái gì mà không phải của mình thì có mãn đời cũng không thuộc về mình đâu. Quốc tế hãy nhanh chóng có biện pháp đối với những kẻ không coi ai ra gì này đi. Thật chướng mắt quá đi mà. Lần này, Việt Nam có vẻ khá tức giận và đưa ra tuyên bố cũng đanh thép không kém. Nhưng từ xưa đến giờ, Việt Nam vốn nổi tiếng là một quốc gia có chính sách ngoại giao khá thông minh, trung lập và hòa bình. Tôi thật tò mò không biết lần này bọn họ sẽ có hướng xử lý như thế nào. Cứ mỗi khi thấy tin tức về Trung Quốc thì không một tin tức nào là tốt đẹp cả. Bọn họ cứ đi gây thù chuốc oán khắp mọi nơi. Thay vì thế, tại sao không dùng chính thực lực để chứng minh bọn họ là cường quốc như lời bọn họ vẫn tuyên bố? Tự ý mở nhà hàng lẩu trên chính lãnh thổ của người khác, đây là một hành động thách thức và ngông cuồng chứ còn gì nữa. Việt Nam ơi, các bạn làm ơn hãy mạnh tay lên nào. Các cường quốc trên thế giới cũng hãy tỏ hành động ủng hộ Việt Nam để chống lại hành động kém duyên của Trung Quốc đi nào. Chỉ cần lơ là một giây một phút thôi thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra. Gì chứ Trung Quốc thì vốn nổi tiếng là vừa ngông cuồng vừa nhiều kế. Chỉ biết khuyên mọi người phải giữ một cái đầu lạnh trước những con người như thế này. Việt Nam dù tức giận vẫn đưa ra những phát biểu rất tỉnh táo và thông minh. Bọn họ nói rằng bản thân sẽ triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp Việt Nam và cả luật pháp quốc tế. Thượng tôn pháp luật, dùng ánh sáng để đánh bóng tối như thế này thật quá đỉnh, triệu like cho Việt Nam. Trước đó, Việt Nam từng thừa kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và khiến họ phải thua thảm hại, thua méo hết cả mặt. Lần này tôi hy vọng Việt Nam sẽ mạnh tay hơn. Các bạn cũng có mối quan hệ khá tốt với Mỹ nên chắc cũng yên tâm phần nào. Chúc các bạn sớm giành lại chủ quyền, giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Và đó là những phát biểu rất hùng hồn và đầy lý lẽ của cư dân mạng trước thông tin về hành động tự ý của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Các bạn nghĩ gì về vấn đề rất nhức nhối này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho tụi mình được nghe về ý kiến và quan điểm của các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Tụi mình chắc chắn sẽ sớm trở lại với video cập nhật thông tin về tin tức này nếu có thêm điều gì mới.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.